Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 5 ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình. Xây dựng khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước trở thành khu vực động lực trọng điểm phát triển kinh tế của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Cần tăng cường xử lý rác thải nông thôn, bởi hiện nay, mỗi ngày người dân Thái Bình thải ra môi trường 2.400 tấn rác. Trạm y tế xã gặp khó khăn trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay, đoàn đại biểu câu lạc bộ sĩ quan cấp tướng Công an nhân dân quê hương Thái Bình cư trú tại thành phố Hà Nội do Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, chủ nhiệm câu lạc bộ làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ. Dự lễ viếng và dâng hương về phía lãnh đạo tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại đền thờ Bác Hồ, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại lăng mộ thuộc thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Tại đền thờ liệt sĩ tỉnh, đoàn đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu sĩ quan tướng lĩnh Công an nhân dân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục truyền thống quê hương, ra sức phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác và tích cực đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp đó, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với câu lạc bộ sĩ quan cấp tướng Công an Nhân dân quê hương Thái Bình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã có sự phát triển vượt bậc cả về kinh tế lẫn đời sống của nhân dân. Bên cạnh nỗ lực của tỉnh thì có sự đóng góp rất lớn của những người con xa quê, gồm cả các tướng lĩnh Công an nhân dân quê hương Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất mong những tướng lĩnh Công an nhân dân quê hương Thái Bình sẽ có những tư vấn, đóng góp ý kiến để phát triển tỉnh Thái Bình, nhất là trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt là thu hút đầu tư trong phát triển lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu lại nền nông nghiệp, kêu gọi các nhà đầu tư trong phát triển chăn nuôi, nhất là trong chăn nuôi phát triển đàn trâu bò, trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, cây đặc sản. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là vào khu kinh tế Thái Bình và các cụm công nghiệp. Vì vậy, tỉnh Thái Bình rất mong muốn các tướng lĩnh Công an nhân dân quê hương Thái Bình kêu gọi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước về đầu tư vào tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Từ đầu năm đến giờ thôi, thì số dự án đã tăng gấp 1,7 lần và số vốn đầu tư tăng gấp 11 lần. Đến giờ này, khu kinh tế quy hoạch là 31.000 hectare, trong đó có 8.200 hectare làm đất công nghiệp. Nhưng mà nhu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã lên tới 15.000 hectare, tức là gấp gần 2 lần so với khả năng chúng ta có thể đáp ứng. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư là vậy, nhưng mà cái quá trình đầu tư thì cần có chọn lọc. Tỉnh đã chủ động ban hành kết luận 66 để xác định lựa chọn ưu tiên thứ bậc đầu tư từ cái lĩnh vực đầu tư, rồi ngành đầu tư, rồi xuất xứ đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài. Bảo đảm vừa phát triển kinh tế nhưng mà phải giữ vững môi trường, đặc biệt là môi trường sinh thái và bảo đảm quốc phòng an ninh. Chúng tôi rất mong được các bác, các đồng chí có sự kêu gọi bằng cái mối quan hệ, bằng uy tín của mình để kêu gọi các cái nhà đầu tư cả trong và ngoài nước
và nếu được là người Thái Bình xa quê về đầu tư tại quê thì đây là điều rất tốt. Trung tướng Vũ Hải Triều, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, chủ nhiệm câu lạc bộ sĩ quan cấp tướng Công an Nhân dân quê hương Thái Bình, bày tỏ niềm tự hào đối với những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh các tướng lĩnh Công an Nhân dân quê hương Thái Bình sẽ đoàn kết thống nhất, tiếp tục giới thiệu kêu gọi thu hút các doanh nghiệp về đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nỗ lực đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Xây dựng khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước trở thành khu vực động lực trọng điểm phát triển kinh tế của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới được đề xuất tại cuộc họp tiểu ban tổng kết công tác kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 diễn ra sáng nay. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp. Dự kiến chỉ tiêu chủ yếu nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2025, tăng trưởng kinh tế GDP giai đoạn 2021-2025 dự kiến từ 10,5% trở lên, có đánh giá chi tiết kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, bổ sung thêm một số nội dung về 5 bài học kinh nghiệm, đề xuất 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giai đoạn tới, trong đó sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu kinh tế, xây dựng khu kinh tế Thái Bình trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh, từng bước trở thành khu vực động lực, trọng điểm phát triển kinh tế của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Sau khi nghe ý kiến các đại biểu, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với tên gọi và bố cục tình hình đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Về hệ thống chỉ tiêu, sẽ bỏ 10 chỉ tiêu, giữ lại chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất. Đề xuất bổ sung 12 chỉ tiêu thay vì 13 chỉ tiêu như dự thảo. Về những chỉ tiêu không đạt, cần bổ sung làm rõ nguyên nhân. Về ba đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, cần viết gọn xúc tích. Bài học kinh nghiệm nên bổ sung ý tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất 6 nhiệm vụ, trong đó sản xuất nông nghiệp trước tiên cần nhấn mạnh đến việc phải có sản phẩm chủ lực của Thái Bình. Ngoài ra sẽ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, tập trung xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, cải tạo bộ mặt nông thôn gắn với nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thuyết minh của đơn vị tư vấn, đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được nghiên cứu trong mối liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước. Việc lập quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình nhằm khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa trong khu vực. Làm cơ sở pháp lý để triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế. Sau khi nghe các đại biểu và các chuyên gia tham gia ý kiến phản biện một số vấn đề trong đồ án quy hoạch chung, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định khu kinh tế sẽ là động lực phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Hiện nay, đã có nhiều nhà đầu tư lớn xin đăng ký đầu tư. Đồng chí đề nghị Bộ Xây dựng giúp Thái Bình thực hiện xã hội hóa đầu tư hạ tầng trong khu kinh tế. Tỉnh Thái Bình cũng đang hoàn thiện các cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành liên quan và các chuyên gia đóng góp tại hội nghị. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đánh giá cao các nội dung của đồ án quy hoạch chung khu kinh tế trình bày tại hội nghị. Thứ trưởng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu phối hợp với tỉnh Thái Bình sớm hoàn thiện đồ án và các thủ tục liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát về việc thực hiện thu hút đầu tư tại huyện Vũ Thư. Trong 5 năm từ 2015 đến tháng 8 năm 2019, huyện Vũ Thư thu hút được 46 dự án. Một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn như dự án sản xuất giày tại cụm công nghiệp Minh Lãng,
100% vốn nước ngoài với gần 240 tỷ đồng. Nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn HNP tại Cụm Công nghiệp Đồng Thanh, 125 tỷ đồng. Dự án nhà máy may tại xã Minh Quang của Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao MXP, 420 tỷ đồng. Việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế địa phương đã góp phần vào việc giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập đời sống và trình độ của người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Vũ Thư. Đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, việc phát triển các cụm công nghiệp cũng như thu hút doanh nghiệp đầu tư cần đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, đồng thời cần quan tâm bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững. Chiều nay, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát tình hình quản lý sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng. Đến nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã triển khai lập quy hoạch chi tiết và phân khu được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt 7 trên 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 300 hectare. Hầu hết các dự án đi vào hoạt động phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng một người một tháng. Giám sát tại một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Đông La, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Hưng cần ra soát lại toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp trên địa bàn, có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường của các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, ngành giao thông vận tải Thái Bình yêu cầu các đơn vị, phòng ban trực thuộc, nhất là các doanh nghiệp vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông. Là một trong những doanh nghiệp vận chuyển hành khách chủ lực của tỉnh, Công ty Cổ phần Hoàng Hà chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, duy trì tần suất hoạt động của các tuyến xe buýt và tuyến cố định liên tỉnh như Thái Bình Hà Nội, Thái Bình Quảng Ninh, Thái Bình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ký cam kết thi đua phục vụ hành khách tốt, lái xe an toàn, trực 100% quân số để đưa đón khách đi về an toàn và phục vụ hành khách với dịch vụ tốt nhất. Và về phương tiện chúng tôi cũng cho các cái xe vào bảo dưỡng, sửa chữa, trung đại tu để xe được đảm bảo chạy an toàn cũng như là vệ sinh xe sạch sẽ. Đối với Công ty Cổ phần Xe khách Thái Bình, xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí và sử dụng hợp lý thời gian, cường độ lao động của lái xe trên các tuyến liên tỉnh, có cơ chế động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân làm tốt công tác phục vụ hành khách. Chúng tôi đã tổ chức họp ra vé, thì chúng tôi đã quán triệt anh em lái phụ xe là không được tăng ra vé, không được chở số quá số người quy định, không được uống rượu bia khi tham gia giao thông. Với hơn 300 xe khách chạy 40 tuyến liên tỉnh, tần suất xuất bến 200 lượt xe mỗi ngày, Ban Quản lý Bến xe Thái Bình chủ động xây dựng phương án, điều động phương tiện một cách phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát, góp phần làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các luồng tuyến, cũng như đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực bến, kiên quyết không cho xuất bến, xử lý nghiêm minh những vi phạm liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện hoạt động tại bến. Thưa quý vị và các bạn, từ sản xuất và sinh hoạt, hiện nay mỗi ngày người dân Thái Bình thải ra môi trường 2.400 tấn rác. Lượng rác thải phát sinh nhiều khiến cho môi trường nông thôn trở nên ô nhiễm. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để giải quyết triệt để tình trạng rác thải sinh hoạt? Đây là vấn đề mà phóng viên Tố Uyên sẽ trình bày trong chương trình Thời sự tối nay. Xin được mời chị Tố Uyên. Xin được mở đầu chương trình với những hình ảnh đang diễn ra ở nhiều địa phương. Rác vứt bừa bãi trên đường. Rác ngổn ngang trên lòng các con sông, hay vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên bờ ruộng kênh mương sau những chiến dịch phun thuốc bảo vệ thực vật. Môi trường nông thôn đang bị bủa vây bởi rất nhiều hình thức ô nhiễm. Ô nhiễm từ nhà ra đến đường, rồi đến các trang trại chăn nuôi và các làng nghề. Có xả ông vứt ra thì tất nhiên là cũng phải gây mất vệ sinh cho làng xóm. Giờ là cái rác rưởi là cái rất là ô nhiễm môi trường. Hàng ngày các hộ gia đình nào sau khi sinh hoạt đều có cái phế liệu thải ra môi trường.
Thế và khi phế liệu thải ra môi trường thì làm mất vệ sinh môi trường. Quý vị có thể thấy đấy, muôn hình vạn trạng cho tình trạng môi trường nông thôn bị ô nhiễm. Câu chuyện của những người dân ở xã duy nhất huyện Vũ Thư đang sống trong tình cảnh dở khóc dở cười khi thiếu nơi xử lý rác thải tập trung cũng sẽ phản ánh một góc cạnh khác về vấn đề rác thải đang phát sinh tại nông thôn. Đốt rác tại nhà. Một hình thức quen thuộc của bà Tạ Thị Đông và người dân thôn Trường Xuân, xã duy nhất huyện Vũ Thư. Biết là việc đốt này vừa hại sức khỏe vừa gây ô nhiễm môi trường từ khói bụi, nhưng chẳng còn cách nào khác khi xã chưa có tổ thu gom rác, chưa có khu xử lý rác thải tập trung. Hai ngày là quét rác một lần xong rồi là đem đốt đi. Còn nhiều gia đình thì đất họ rộng rất là nhiều thì họ đem họ chôn rất thật sâu. Thì cứ nấp đầy hố này xong họ lại đào hố khác họ chôn xuống. Xã duy nhất vốn liên kết với xã Hồng Phong xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt. Tuy nhiên, do tình trạng quá tải của lò đốt rác thải sinh hoạt đặt tại xã Hồng Phong, nên từ năm 2018 đến nay, rác thải của xã duy nhất không được đốt, tổ thu gom rác thải tự giải thể. Vì vậy, người dân phải tự phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình. Duy nhất thì đã quy hoạch được cái vị trí để xây dựng là cái khu xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ lò đốt. Thế và từ đấy đến nay thì duy nhất cũng còn đang tập trung vào là để tìm các cái nguồn lực để là xây dựng. Theo thống kê, lượng rác sinh hoạt thải ra hàng ngày toàn tỉnh Thái Bình là 1.200 tấn. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch, chương trình nhằm xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, mà một trong số đó là lựa chọn đầu tư lò đốt rác. Nhưng tại các lò đốt rác cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đường làng ngõ xóm sạch sẽ, những túi rác được để gọn gàng chờ người thu gom đến vận chuyển. Đó là nỗ lực của xã Quốc Tuấn từ năm 2016 đến nay, khi từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh đã mạnh dạn đầu tư lò đốt rác với công suất 5 tấn một ngày, đáp ứng cho việc xử lý 3 tấn rác mà 7.200 người dân ở địa phương hàng ngày thải ra. Nhưng tính toán chi li tổng nguồn kinh phí hỗ trợ thu gom rác thải theo định mức 10.000 đồng một người một năm, kinh phí xử lý 15.000 đồng một người một năm cho các xã có lò đốt đảm bảo quy định vệ sinh môi trường và tiền đóng góp của người dân địa phương đã không đủ chi trả cho những người thu gom, trông coi và đốt rác. Từ 7 tổ thu gom rác, đến nay Quốc Tuấn chỉ còn một tổ. Những người làm nghề đốt rác chưa qua đào tạo, rác được vận chuyển về đây vẫn chưa được phân loại. Kinh phí môi trường thì nó còn ít. Kinh phí môi trường để nhà nước đầu tư rồi đóng góp của dân thì nó cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu đòi hỏi để xử lý rác thải trên đề. Tất cả họ cho hỗn độn vào một bì chẳng hạn đấy thì đến đây là cũng phải những người làm như chúng tôi là cũng gặp khó khăn là phải phơi ra rồi phân loại nhặt những cái chai lọ riêng ra để gom vào vứt đi chỗ khác. Để xử lý vấn đề rác thải tại nông thôn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đến việc định hướng về công nghệ cho các địa phương. Tỉnh là rất quan tâm đến về thu hút các cái nhà đầu tư vào để xử lý cái rác thải nông thôn và đô thị. Thì khi có những cái dự án vào thì tỉnh sẽ có những cái hỗ trợ, những cái cơ chế nó đặc biệt, nó phù hợp để tạo điều kiện khuyến khích nhà đầu tư để vào tham gia cái thị trường xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh. Dự báo 5 đến 10 năm tới, lượng rác thải ở Thái Bình tăng nhanh, năm 2020 tăng gấp 2 lần, đến năm 2030 tăng gấp 4 lần so với hiện nay. Hy vọng các giải pháp kịp thời đồng bộ từ tỉnh sẽ giúp giải bài toán khó về xử lý rác thải trong tương lai gần, đặc biệt là phát triển được ngành công nghiệp tái chế khuyến khích sử dụng tiêu thụ các sản phẩm từ quá trình xử lý chất thải. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Bão số 4 hiện di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Theo dự báo, từ sáng đến trưa mai 30 tháng 8 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Hồi 16 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở ngay phía nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 km. Từ sáng sớm đến trưa mai 30 tháng 8, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều tối nay ngày 29 tháng 8, vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động rất mạnh. Từ đêm nay đến ngày 2 tháng 9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 200 mm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong khi tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh tuyến huyện, bệnh nhân vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt khám, tình trạng quá tải vẫn còn, thì ở một số trạm y tế xã, dù đạt chuẩn quốc gia đã lâu, nhưng việc thu hút người dân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vẫn là bài toán khó. Đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2 từ năm 2012, trạm y tế xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, mỗi tháng có hơn 100 bệnh nhân đến khám bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trạm chỉ có 4 cán bộ, gồm một bác sĩ đa khoa, một y sĩ, một điều dưỡng và một cán bộ trình độ cao đẳng dược, thiếu người phụ trách chức danh 2 về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Cán bộ dân số cũng không có. Chúng tôi bây giờ một cán bộ chưa được tập huấn về chức danh 2, tức là chuyên môn về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Thế nên việc phát hiện thai, quản lý thai, khám thai và đỡ đẻ là hiện tại giờ trạm y tế xã chủ là không làm được, mà chủ yếu là quản lý về số liệu để thống kê báo cáo. Cái thứ hai là về cán bộ dân số thì cũng đã nghỉ hưu, cán bộ khác phải kinh nghiệm, thế nên cái việc triển khai các cái hoạt động về dân số cũng rất là gặp khó khăn. Còn tại trạm y tế xã Tây Đô, huyện Hưng Hà, cơ sở vật chất sau hàng chục năm xây dựng đang trở nên xuống cấp, chật hẹp. Trạm chỉ được trang bị một số máy móc cơ bản, nên hơn 10% số người đến khám tại đây phải chuyển tuyến trên. Chúng tôi cũng đã được đi học nâng cao tay nghề, thế rồi đã học qua trường lớp và đã học được các cái xử lý máy móc, nhưng mà các cái máy móc trang thiết bị trang bị cho trạm y tế xã là còn hạn chế, và đôi khi là chúng tôi cũng khó khăn trong cái việc chuẩn đoán khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Một khó khăn khác với các trạm y tế xã hiện nay là về dịch vụ kỹ thuật. Sở Y tế Thái Bình đã có quyết định giao danh mục kỹ thuật cho các trạm y tế, nhưng việc thực hiện danh mục này còn rất hạn chế. Nhiều cán bộ y tế chuyên môn có, nhưng vì không được thanh toán bảo hiểm y tế nên không thể phát huy năng lực. Những bất cập về thủ tục thanh toán và thuốc bảo hiểm y tế cũng đang gây khó khăn đối với công tác khám chữa bệnh tại trạm. Mặt hàng thuốc ít, như ở Hưng Hà thì chúng tôi ước tính bình quân một xã mỗi tháng chỉ được khoảng 2 triệu tiền thuốc. Riêng cái thanh toán bảo hiểm y tế thì rất chậm. Cả hai bệnh viện đa khoa Hưng Hà thì đều mới thanh toán hết quý 2 năm 2018. Như vậy là có thể nói là một năm nay tồn đọng thì nó gây khó khăn cho trạm y tế hoạt động. Trước những khó khăn của các trạm y tế xã, Sở Y tế Thái Bình cũng đã đưa ra giải pháp khắc phục, giúp trạm y tế nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm xã hội số tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền Thái Bình. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!